Chào mừng gia đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình vừa về được 11 cái mã mới của hãng Total ha. Thì mới giao trước có 10 11 mã thôi anh em ơi. Còn nữa nhưng mà khoảng ngày mai ngày mốt đi ha, mình tiếp tục mình giới thiệu từ từ cho anh em ha, lên sóng tiếp những cái hàng mới của hãng Total ha. Thì bật mí với anh em, cái này Total nó cũng có về luôn cả máy khò luôn rồi, máy khò nóng dùng pin đó anh em. Triệu mấy cái nó có luôn một viên pin, nhưng mà có một luôn một viên pin ha, nhưng mà chưa bắn thân. Đấy. Thân cũng có luôn, nhưng mà thân khoảng tháng 7 nó mới về, mà mình nghĩ về thân máy khò về chắc cũng ít thôi, mỗi cửa hàng là chắc được vài con chứ không có nhiều đâu. Dù cái thùng này anh em, bên cửa hàng mình chỉ tiêu có 3 con thôi à, nó tại vì anh em biết cái hàng bây giờ nó ít á, nên về hầu như là mình chia đều cho hệ thống đại lý hết à, trừ khi nào những đại lý nào không 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 lấy á thì mới những nơi khác thì nó mới dồn lại nó mới có, chứ cái này thì chỉ tiêu mình là được 3 con mỗi cửa hàng. Nhưng mà mình cũng có hình như là có cửa hàng nào không lấy đó, mới để lại cho mình là 6 con nữa, là 9 con đó nè, cái thùng này nè, nó có như đó thôi, nó không có nhiều đâu, anh em muốn đặt nhiều cũng không có nữa nha, tại vì hàng hóa bây giờ nó phải chia cho các hệ thống nữa. Rồi với về máy khò thì chắc thì mai nó mới về hay chiều nay, hoặc là giờ kịp mình giới thiệu ha, trước mắt lên gì sớm được thì mình lên ha. Đầu tiên nè, đầu tiên đây là một con dao đa năng nha, con dao xếp đa năng này nó có 52.000 thôi, rất là rẻ luôn. Ok, ít mã mà mình giới thiệu kỹ chút xíu ha. Nó gồm có dao nè, rồi cưa nè, rồi này mã mới thằng Total nha anh em, này thì kéo nè, dao cưa kéo nè, rồi này là khui bia nè, bên đây khui bia có 2 cái nè anh em, tổng ha, cái học bên đây nó gồm 1 2 3 4 5 ha. Rồi qua bên đây rồi một cây tua vít nè, một cây khui rượu nè nha, rồi hai cái cây này nè, hai cây này có cây dũa cái gì nó tròn tròn, hai cây này nó hơi nặng tay nha, hơi nặng tay mình kéo nó hơi nặng tay ha. Đó, tổng một cái cây đa năng như này giá chỉ có 52.000 thôi, rất là rẻ luôn. Bình thường những dòng khác nó tới 200 mấy lần đó anh em, con dao kìm đa năng là 200 mấy lần nha. Rồi một cái dao đa năng, dùng dao hoặc kéo cắt gì đa năng đi ha, ở trên đây nó ghi là dao cắt đa năng nè nha, 52k thôi anh em ơi, rất là rẻ luôn nha. Total để làm những cái sản phẩm nó rẻ và nó đẹp thiệt, giá nó rẻ và đẹp thiệt. Thời buổi bây giờ chắc thời buổi của giá rẻ anh em, hay mình bán những cái đồ rẻ rẻ thì dễ bán hơn anh em ha. Đó, 52k thôi nha. Rồi mình sẽ qua kế tiếp nữa, một sản phẩm cái đèn pin. Cái đèn này anh em giá cực kỳ mềm luôn, có 200.000 thôi à, và này là cái thân máy nha, hàng công nghiệp nữa, đầu là bằng nhôm nè, thân bằng nhôm nè, độ sáng của nó là từ 270 lumen nha, 270 lumen. Rồi cái đầu nó bằng nhôm, bẻ nó mới xuống được, để mình kéo ra mình thử cho anh em coi luôn. Có 200.000 thôi, rất là rẻ luôn. Cái đèn này mà chúng ta đi làm việc được nè, rồi chúng ta ở nhà thì nó cũng rọi như này được, được ha, có đầu treo nè, có thể xoay lên được nè anh em, bẻ lên mới xuống ha, đi thẳng được nè, rồi thẳng được nè, bẻ nghiêng nè ha, các kiểu luôn nha. Nó sẽ quay theo hướng đó từ 0 đến 90 độ nè. Ok ha, bỏ thử viên pin vô anh em coi. Pin này của yên cầu Total nha, cứ 20V xe là ok nè. Đây. Đó, đèn này đèn chiếu xa anh em ơi nha, đèn chiếu xa. Tắt on off tắt. Nó chỉ có một chức năng thôi nha, một chức năng bật lên như vậy thôi là chúng ta chiếu nè. Chiếu khá là xa nha, dành để chúng ta có thể đi rọi bắt ếch hay là đi làm cái gì gì đó anh em ha. Mình ngoài vườn, ngoài việc gì đó anh em làm việc được. Ok ha, đèn này đèn chiếu xa 270 lumen. Nó chỉ có một chế độ chiếu thôi nha. Đó. Còn đang làm việc là nó chiếu nó không có cái điểm này, nó xòe ra nha. Đó, thân này bằng nhôm anh em ơi, tay cầm này đủ nè nha. Đó. Rất là rẻ luôn, bây giờ nó làm cái này rẻ thiệt, 200k cho một cái đèn này nha anh em, 200k. Đó, hãng Total mới về về hàng mới nhiều lắm, nhưng mà để từ từ anh em ha, từ từ mình sẽ về, tại vì hàng mới về thì nó phải nhập kho này nọ xong xuôi hết rồi mới lên đơn hàng rồi mới giao, mà mỗi đại lý nó không có được nhiều đâu anh em ơi, ít ít thôi. Thì anh em nào cứ đặt hàng đi ha, còn nào hết thì từ từ nó về tiếp. Rồi 200.000 cho cái đèn này nha. Đó. Rồi, sản phẩm kế tiếp. Đây là cái đồng hồ điện tử, đồng hồ này dành cho máy thợ điện. Cái đồng hồ lúc trước nằm ở trong cái bộ combo á anh em. Cái này nó bán rẻ luôn, nó bán lẻ luôn, có 160.000 thôi, hàng mới về. Cái dòng này thì nó sẽ đo đến 40 60V. 600V chứ lộn, này là 600V nha. Đó, 600V, đồng hồ dạng đồng hồ smart. Nó ghi là
cái chế đồng hồ thông minh đó em nha. Đồng hồ thông minh đó nó sẽ không có những cái phím dặn đâu, mà nó sẽ là nó dùng cái chế độ nè, nó có những chế độ anh em chọn chế độ thôi, chứ nó không có dùng cái phím vặn vặn những cái nơi nha. Anh em cắm vô anh em đo là thử lên luôn nha, có thể đo thông mạch được nè, thông mạch đo ôm đo vol được nè nha, thông mạch đo ôm đo vol nó căn bản vậy đó anh em. Ok ha, đo thông mạch đo ôm đo vol ha, đo bao nhiêu vol đó anh em cắm vô là nó sẽ hiển thị lên thôi nha, anh em đo là hiển thị lên thôi. Nó đơn giản, cái này hôm trước mình có review rồi, có từng bó pin review rồi nha. Cái dòng này thì rẻ lắm em, có 160 ngàn thôi. Chờ cái video sau đi nha, mình sẽ khui ra. Ok, mình sẽ test thử các kiểu với em coi. Anh có thể chọn cái video cũ trước mình có test rồi lần rồi đó ha. Còn bây giờ để mình giới thiệu tổng thể đi ha. Rồi về bữa đi, có thời gian thì ngồi đó giới thiệu thêm cho anh em coi nha. Trang bị thêm một sợi dây nè, hai viên pin nha. Đồng hồ này nó giá có 160 ngàn thôi, rất là rẻ luôn nha. Đo vol nha, đo đo vol đo thông đo vol đo ôm thông mạch rồi. Nó sẽ có chức năng kiểm cái dây nó có điện hay không nữa nha. Ở phía sau nó có cảm biến á, ví dụ như dây nó có dây nóng như nguội á, ví dụ anh em muốn biết nó dây nóng như nguội đưa này vô là nó sẽ dò được dây nóng như nguội luôn, có chức năng đó nha, và giá cực kỳ tốt luôn, 160 ngàn thôi anh em nha. Đó, cái dòng smart ha, dòng smart là dòng thông minh nè, đồng hồ đo điện thông minh nè nha, anh em không có xoay nhiều như lúc trước nữa. Rồi sản phẩm kế tiếp nho nhỏ đi, một cái bình nè, bình này giá quá trời rẻ luôn anh em, có 75 ngàn thôi. Đây là cái bình tưới lan, tưới cây, tưới anh em muốn tưới gì tưới, mà bình là 1,5 lít. À, anh em không thích chơi bình lớn thì mình chơi bình nhỏ. Bình nhỏ có cái ưu điểm là cái gì? Ưu điểm là nó nhẹ, cầm nó dễ. Bình lớn thì nó ưu điểm là nó nặng, ở khuyết điểm là nó nặng, nhưng mà ưu điểm nó được nhiều nước nha. Đó, chốt khóa nè, hay anh em ha, đưa xuống là lóc lại nè, đó, xịt nhà là xịt liên tục luôn, mở ra là lóc nè. Núm này núm xả hơi nha, kéo vô nó xả hơi, và núm này núm bơm nha, nó đơn giản thôi anh em ơi ha, nó bơm vậy đó. Rồi bình của con tô tò mình cầm cứng cáp cực kỳ luôn anh em, mà giá nó mịn màng, nó có 75k thôi à. Rẻ ghê không? Anh em chỉ cần bỏ cái bình này vô, thông thường ở trên đây nó sẽ có bình này nè, 1 lít, lít rưỡi nha, lít rưỡi thì anh em phải nằm khoảng lít rưỡi thôi, chừa khoảng không để cho khí nó nén vô, chứ anh em đổ mà nó là đổ lên tới sát bên đây thì đâu có chỗ nữa đâu để mà khí nó nén, để mà nó đẩy cái nước ra. Cái vòi này có thể chỉnh tới trên lui được ha. Ok rồi, có chốt khóa nè, có chốt khóa, có xả hơi nha, chỉnh tới trên lui được. Bình 1 lít rưỡi giá 75 ngàn, rẻ ơi là rẻ luôn anh em á. Tay cầm này cũng rất là đẹp nè anh em ha, đó, đẹp không, 75k thôi. Bình này không biết hãng còn nhiều không, mình mới về được 20 cái. Cái này chắc anh em biết cái này á, mấy cái hàng mà Total á là hầu như nó về nó chia đều hết cho cái hệ thống đại lý hết nha, mỗi đại lý được ít nha. Rồi đây có mấy cái hàng mới đẹp hay lắm nè anh em nha, mấy cái mỏ hàng, hai cái dòng mỏ hàng chì nè, hai giống như là cái mình cũng chưa khui nữa, chút xíu lần đầu anh em mình khui luôn, mình chưa khui lần nào luôn á. Rồi kế tiếp cái hộp nha, đây là cái hộp nhựa, cái hộp nhựa mà nó ra cái kiểu này thôi là mấy cái dòng kia là khỏi bán luôn, nó rẻ quá. Hộp này có 80 ngàn thôi, mà được cái là nó thiết kế mẫu mẫu nó bên trong nó hay lắm anh em, nó vòng gì nè, vòng gì nè ha, anh em muốn để gì anh em để, không thích thì bỏ này ra để như thế này nè. Ở đây có hai cái ô nè, hai ô cũng khá lớn nè, để khi chúng ta để đồ á, ví dụ để mũi khoan gì dài dài nó bỏ qua đây, nó bỏ dài dài nó bỏ qua bên đây ha. Còn mấy kia thì nó chia đều ra đúng không, chia đều ra, dòng này nó không, nó thiết kế vòng tròn đó thì nó cố định này nè, này cố định nè, cho thêm một cái đồ cái ngăn nè, anh em muốn ngăn cái kiểu gì mình ngăn ra nha, không thích mình gỡ ra bỏ trong đây đó. Một cái chiều dài của cái này một bên không này là tới 27.5 gần 28 nè nha, một cái chiều dài bên đây nữa không, đây là 19.5 nè nha, nó đứng vậy nè anh em. Và ở trên đây là mỗi cái ngấn nè, nó sẽ có cái sọc để nó chụp này lại để không có bị trộn trộn với nhau nè, đây nè đó, cái sọc với nhau mà đây cái sọc nè nha, nó làm kỳ công ghê luôn đó nè. À, cái sọc mà để chúng ta khi mà tôi ráp lại á, ráp vô như nè thì mỗi cái ô này nè nó sẽ nằm gọn ở trong cái rãnh luôn, nằm gọn trong rãnh luôn, mấy cái đồ trong đây nằm gọn trong rãnh, nó không có xóc qua xóc lại anh em đi vận chuyển ha. Cái này mua một cái ta bỏ ở trong trong ba lô anh em nha, mua một cái hộp này bỏ trong ba lô, đựng ốc vít mũi khoan gì là vô địch luôn. Chiều dài của nó tầm 29, chiều rộng ngang nó tầm 23 đó anh em ha, 23 bỏ vô cái là ngon lành. Cái này anh em mua 5 cái ráp lại đều được hết, nó có cái bát ráp nè, ráp là vô nè, đây cái ngàm của nó nè, đẩy cái ngàm vô một cái ráp vô kịch, cái là hai cái dính với nhau
hay ráp 10 cái, 5 cái, 10 cái để nhà chồng 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 lên đều được hết. 75 ngàn cái thôi, làm rất là đẹp. Nhựa, có nhà nhựa cao cấp, nhựa xịn nè mà. Nhìn nó đẹp lắm. Mà không có nhiều. Hôm nay mình về được 3 cái đó, ngày mai chắc giao được thêm mỗi mã 6 cái nữa là được, chỉ có 9 cái thôi. Nha. Ok, anh em nào mà liên hệ mua được thì mua nha, chứ nó vậy ít quá. Rồi, 75k cho một cái. Ở quên 80k chứ trời, giới thiệu nãy giờ lộn. 80k, 75k là cái bình nha. Bởi vì giới thiệu riết lộn anh em. 80.000 nha, sorry mấy anh em. 80.000 cho một cái hộp này, còn cái bình này là 75.000 nè. 75.000 cho bình này, đúng rồi. Rồi, 80.000 cho cái hộp này. Cái hộp này về là mấy em kia, mấy hộp kia được khỏi bán luôn. Cái hộp của hãng gì đó mà tới 100 mấy luôn, khỏi bán luôn anh em ơi. Cái hộp xe mắc gì đó mà cũng giống giống vậy nè. Ôi giá nó mắc quá, 160 mấy ngàn, trong khi đó cái hộp này có 80.000 thôi nha. 80.000 của hãng Total. Về cái size nè, 305 230 và chiều cao là 65mm nha, nhựa BB đó, sản xuất tại Trung Quốc nha. 80k một cái hộp này, em nốt lại cho mình nha. 80 chứ không 75, 75 là lỗi chết luôn, lộn rồi. Tới cái hộp lớn, hộp lớn này đi coi giá trước đã. 110.000 nè, 110.000 về thông số của nó đây nè, 370 chiều dài ha, rộng là 209 và chiều cao là 65 đó, nhựa BB 110.000 cái ha. Size này size 15 inch. Cái hộp này cũng làm rất là thông minh luôn ha, nó được thiết kế xung quanh nó để người ta đựng đồ. Ở đây nó có 2, 1, 2, 3, 4, 5 cái ô này là ô cố định, một cái mới cái này để chúng ta ngăn ra. Anh em không thích ngăn anh em bỏ rồi. Những cái chiều dài này ta đựng những cái mũi khoan nè, mũi khoan, những cái đầu vít đồ ngon luôn nè. Chiều dài lên tới 3, 4, 5 nè anh em ha. Một cạnh bên đây là 24 ha, 24, 5 bên đây đi, xéo xéo vậy đi là 24, 5, 25 vậy nè nha. Đó thì một cái hộp này có 110.000 thôi, quá trời rẻ luôn, quả làm đẹp, giá mang luôn. Cái này là một cái size lớn hơn của phiên bản đó thôi nha, size lớn thôi. Gài lại có thể gài được nhiều hộp, anh em mua 5 hộp thì em gài này vô, anh em gài này vô ha. Đó thì giờ mình nghĩ khả năng nó về ít đó, là do là nó về ít cho mấy mẫu đầu thôi, từ từ nó sẽ về nhiều thôi anh em ha, yên tâm đi. Đó. Còn không thì anh em mua cái hộp hộp này, để hộp này 100.000 để em lấy hộp 100.000 cho anh em coi mẫu cũ. Rồi đây, trong trường hợp mà những cái đó nó hết á thì em có thể mua cái hộp này ha. Hộp này nè thì nó ráp, nó sẽ ráp lần 5 cái vậy nè ha, nó ráp vậy nè, anh em lấy từng cái ra nha, bóp bên hông lấy ra 100.000 cái thôi nha. Đó cũng rất là đẹp luôn, nhưng mà hộp này thì nó sẽ chia, nó không có cái tay cầm đó, đó nó chia từng ô nè, từng ô như thế này anh em ha. Hộp này thì cái gỡ hết được nha, gỡ hết lên luôn, nguyên giải gỡ hết lên luôn, mình có thể mình để từng ô đây nha. Chiều dài này luôn là tới 31 nè nha, chiều rộng của nó tầm ở đây là phù tính phủ bì nha, 24, 5 á, gần 25 nha. Rồi 100.000 cái hộp này đó anh em ha. Nếu hộp kia hết thì mình có thể mua này, mua này mình ráp lại nhiều nhiều cái hộp nha, nó sẽ ráp lại nhiều cái luôn. Cái mẫu kia mẫu mới, còn mẫu mới cái này vì ít quá nha, mẫu mới thì anh em mình ráp lại nè, đó ráp lại nè. Ok là cứng liền ha, rồi sử dụng đó. Rồi vô ha, đó sát luôn nè nha, 100.000 cái. Còn quay lại về cái mẫu này, mẫu này thì có tay cầm nha, tay cầm có cao su, mẫu này đẹp quá, quá đẹp luôn, có 110.000 thôi. Tội là về hơi ít ha, mỗi người giữ được hơi ít thôi. Rồi ok anh em á, 110.000 mình bỏ qua cái này. Rồi sản phẩm kế tiếp, sẵn hộp mình sẽ đi qua luôn cả cái túi cho anh em luôn ha. Gom này lại đây. Đây là một cái túi mà mình nghĩ rất là đáng cái đồng tiền luôn anh em. 270.000 thôi, 16 inch. Phía dưới nè. Ha. Mấy cái này nhựa là chống thấm luôn á anh em, mà làm mà trong những cái môi trường mà xây dựng đi công trình này nọ đó. Nó có nước kệ nó, bỏ này vô ha. Một cái khoảng cao luôn. Cái đế nó cao này anh em. Nha, 5.5 cm. Đây nè. Anh em ơi, 5.5 luôn, 5.5 phần ba lớn vậy nè. Nha, anh em có thể nước sắp anh em để nó không thấm luôn. Ok ha. Đó, và giá có 270 thôi. Thì cái túi này nó gồm những cái gì đây? Đó, đây. Quá trời rộng. Có dây đeo nữa. Nha. Thì mình sẽ đo anh em cái chiều cao nha. Chiều cao khi chưa ấy lên nè, chiều cao lên tầm 330 nè. Nha, bề ngang của cái đáy đi. Bề ngang của cái đáy lọt lòng bên trong đi anh em ha.
tầm 22 anh em, 21 mấy, gần 22, chiều dài lọt lòng, chiều dài lọt lòng cái này luôn lên luôn anh em, khoảng 40 đó nha, chiều dài 40, bị ngang 22 và 40 của cái đáy này nè nha. Còn em đựng ship lại vậy thì anh em đựng nhiều máy luôn ha. Đó, còn phủ bì anh em đâu đây ha, là 22 đấy chưa, còn này 40 nè, đó hơi 40 xíu nha, tại vì nó sẽ có phủ bì ngoài. Ok ha, mà giá có 270.000 thôi, rất là rẻ luôn nha. Trong đây rất là nhiều ô, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 cái găng nhỏ nhỏ nữa nè anh em, muốn đựng gì nên đựng nha, mỗi cái này là cái ngăn hết nha, để một đựng đồ á. Rồi ở dưới nó đựng máy, dây đeo đầy đủ đó, dây này có bọc cái miếng cao su để ta đeo vai nè nha. Thông thường anh em đi công trình á, em mua cái túi vừa đủ thôi, xách đi nó không có mệt. Còn chúng ta mua cái đồ mà nó to đùng á, mỗi lần đi á nó mệt, nó xách gì nổi anh em ha. Đi làm gì mình xách đúng cái đồ nghề công việc của mình thôi là ok đó. 270.000 cho cái túi như thế này đây nha, túi xách rất là rẻ luôn. Rồi mình sẽ qua sản phẩm kế tiếp, đây là cái áo nha, áo đeo anh em, 320.000 nha, áo đeo nó đựng nè, đeo đầy đủ nè ha, đựng đủ đồ đây luôn, 320k cho cái áo đeo như thế này thôi đó. Rồi anh em mà đi công trình ha, đeo cái áo vô ngon cực kỳ luôn. Đây cái này là sau lưng đúng không, sau lưng nè, vải nào nó mát nè ha. Ở trên đây thì anh em nào ốm mập gì đó thì mình rút này lại ha, mình rút này lại nè, những cái này thì mình sẽ rút lại đó, tùy theo cái thân hình mỗi người. Đó là phía sau ha, trong này là phía sau nè anh em, đó đây là phía sau nè, rất là mát ha. Ở đây nó có đồ chúng ta dắt búa gì nữa nè, rồi đằng trước nè, quá trời đồ luôn. Đây cái túi nè, à, túi đây nè, túi nè, này ni bản tên nè ha, bỏ tên vô để đỡ để biết ha, chứ mất thì hên xui. Ở đây túi nè, đựng ha, đựng kìm, cờ lê, mỏ lết, mình leo trên cao mà anh em nha. Ở đây có túi nhỏ nè, nếu muốn đựng nhìn đựng, đây có cái túi đây nè nha, một cái túi đây nè, đây cái túi nè, hai cái túi nè, đây cái chỗ túi nè ha, đó. Rồi trong đây nè, đây thì nó sẽ như một áo gió anh em, kéo xuống nó sẽ hai lớp như này đây đó, chúng ta đeo mặc vô thôi nha, đó chúng ta mặc vào thôi. Ở trên đây thì nó sẽ có thêm miếng này nè, để chúng ta đo tùy theo con người chúng ta ha, ta đưa lên đưa xuống được ha, lọt ra như này nè, nên ịnh lên tùy theo người ta lớn nhỏ ha, ta ịnh lên xuống để điều chỉnh cái vai cho nó phù hợp nha. Rồi có 320k thôi anh em ơi, rất là rẻ luôn nha, 320k cho túi này thôi à, rẻ quá đó. Ok ha, rồi mình sẽ qua cái túi này nha, 320.000, anh em đang có nhu cầu thì liên hệ nha. Rồi còn 3 sản phẩm còn lại, mình giới thiệu cái máy bắn vít trước đi. Đây là cái dòng máy thế hệ mới mà hãng ra, là cái đầu vừa bu lông vừa bắn vít, nhưng mà nó có cái khuyết điểm là cái lực xoắn đó đó, nó không phải là 300 N mà cũng không phải là 170 N như là những cái nó dụ bình thường như dòng này đi. Máy bu lông là 300 N, bắn vít là 170 N đúng không, nhưng mà cái máy này nó sẽ không ở cả hai đó mà nó chỉ nằm lơ lửng thôi, 220 N thôi đó. Bu lông thì nó chỉ 220 N thì anh em thấy nó yếu, nhưng bắn vít 210 N là nó mạnh nha, nó mạnh. Về thông số kỹ thuật con này nè, đây anh em, dùng pin 2V, tốc độ 2300, lực đập của đấu búa là từ 0 đến 3300, lực xoắn là 220 N, đầu khẩu 1/2 và có đầu bắn vít 6.35, một máy 2 pin 1 sạc, pin 20V 2A, giá 1.83 triệu, một máy 2 pin sạc kèm theo cái túi nữa nha. Đó, kèm theo cái túi nữa, anh em nào thích cái đầu bắn vít bu lông thì đây, động cơ không gió than anh em ơi nha, bu lông bắn vít nè, chúng ta gài cái đầu vít thôi. Đầu vít này thì nó sẽ dùng cơ chế là 500 nó hít, chứ nó không phải là gài nha, sẽ hít thôi. Đó, anh em nào cần máy bắn vít nhưng mà đây nè, đó nó hít vô đây ha, đó hít vô anh em ơi là nó bắn thôi, hít cũng khá sâu nha, chiều dài hít vô đây nè nha. Đó ok, rồi đó là cái cơ chế hít nha, nó dùng 500 chứ nó không có dùng cái bi gài nha. Còn về máy thì nó chỉ là 220 N nha, đó tốc nhanh tốc chậm ha. Ở đây mình sẽ cho cái tốc chậm nè, tốc chậm nè, tốc chậm của nó quay đây, nó không ghi luôn. Rồi
nha, tốc chậm mình không biết nha, không nó không ghi thông số thực, nó chỉ từ 20 đến 2003 thôi. Ok ha. Động cơ không chỗ than, rất là đẹp của hãng Total nha. Đó, 1.830.000. Anh em nào cần xài lơ lửng thì có thể mua con này. Cu lông thì nó không quá mạnh, bắn vít thì nó mạnh hơn. Mà được cái thì nó sẽ hai cái chức năng. Rồi, về đầu khẩu thì nó cho ba cái đầu. 17, 19 và 21 nha. Một cục sạc, hai viên pin 20V 23, một cái túi, túi vải đựng bên dưới nha. Rồi 1.830.000. Mấy con này thì bắn bu lông rồi vừa vừa thôi anh em ơi nha, chứ không có mở bố nồi hoặc bánh xe tay ga được đâu nha. Anh em lưu ý giùm. Rồi mình qua 1.830.000 nha. Kế tiếp hai cái bộ này là hai cái bộ thế hệ mới nè, mình chưa khui bao giờ. Bây giờ mình sẽ khui đi cho anh em nha. Chờ xíu mình coi cái thông tin kỹ thuật nó gọi là cái bộ gì cái đã. Nó là cái mỏ hàng đó anh em, nó là mỏ mỏ hàng đó. Một cái là 570, một cái là 870, mà không biết lý do sao mà nó có chênh lệch như vậy. Thì bây giờ mình sẽ khui ra mình coi ha. Mỏ hàng chì kèm máy ổn định nhiệt. Ok, đó là cái tên của nó đó. Mỏ hàng chì kèm máy ổn định nhiệt nha, 60W. Rồi. Bỏ nè, mỏ hàng chì đây. Cái mỏ hàng chì này thì nó giống giống như con bơm kinh anh em, cái đầu 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 đầu, đầu sứ nha. Đầu sứ. Đó. Trước tiên thì đầu sứ thì mấy này nó nóng như lắm. Trong đây thì tất nhiên nó sẽ có một cái mặt. Đó, chắc nó có mặt trong đây rồi, bỏ qua nè. Rồi này cái gì đây? Ồ, nó có cái đế để bỏ vô nữa. Khi anh em xài anh em cắm vô. Nha, đó, ở dưới là có miếng sắt ha, nó chừa chịu chi hàng nè. Ở bên đây thì mình nghĩ anh em sẽ để những cái gì đó ha. Có thể để những cái lông để chúng ta ấy gì đó, anh muốn để gì anh em để ha, bên hông cái bên này, hoặc là để cái gì nhựa thông á anh em, không biết xài nhựa thông hay gì đó, bỏ đây đó nha. Rồi một cái sản phẩm này, kế tiếp nữa là cái gì đây? Rồi đây giật là cái máy ổn định nè. Máy này ù, máy nặng ta, máy nặng anh em nha. Ở đây nó sẽ chỉnh được cái nhiệt độ nè anh em ơi, chỉnh được cái nhiệt độ. Ồ, cái này nó ghi nó nụi ta, à nó ghi độ C với độ F nha, hẹn chỉ nhìn nó nụi luôn. Rồi ở đây thì nó sẽ ghi độ C nha, không nè. Rồi lên tới đây là 200 độ C nè nha, 200 độ C. Rồi mình sẽ xoay lên đây là 250 độ C, nó sẽ nó lên tới là 480 độ C anh em ạ. Và độ F của nó là 896 độ F nha. Thì ở đây anh em chỉ nhìn cái chỉ số nhỏ thôi nha, chỉ số nhỏ thôi là độ độ C đó. À, còn cái chỉ số lớn ngoài ngoài chỉ số mà lớn lớn này là độ độ F nè. À, đó đây là chỉnh nha, cái dòng này là dùng để chỉnh chỉnh cái nhiệt độ á nha, chỉnh nhiệt độ khi nó hàng. Thì cái này nó ráp vô nè anh em, đây nè anh em dùng cái trụ nó ngay chân này nha, khớp nè, ngay khớp nè, đây nó ráp vô đó nha, ngay khớp rồi chúng ta siết này đưa vào nó ngay. À, đưa vào lắc cái này nha, lóc cái lại, đưa vào chúng ta lóc cái lại là được. Đó thì chúng ta cắm vào chúng ta xài thôi. Ở đây là chỉnh nhiệt độ của cái này nha, của cái này. Đây là cái trạm hàng, cái trạm hay là cái mỏ hàng chì có độ ổn định nhiệt. Ờ, rẻ quá, 570.000. Đọc thông số cho anh em coi cái này nha, có 570 nè, của hãng nó đưa nè. Mỏ hàng chì 60W nha, kèm máy ổn định nhiệt, điện áp 224, công suất đầu vào là 60W, thời gian làm nóng là từ 1 đến 2 phút. Đầu mỏ hàng thẳng nhọn, có thể điều chỉnh nhiệt độ bằng cách xoay vòng tròn như nãy đó. Bộ phận làm nóng này sẽ tích hợp giúp làm nóng nhanh và ổn định ha, giống như là chúng ta có thể xài nhiều á, chúng ta ổn định để lâu được. Dễ dàng thay thế, mỏ hàng dùng được bền lâu. Ok. Đó, về thông số của nó, có thể là chúng ta xài trong những trường hợp xài nhiều xài lâu ha, chúng ta có thể để nó lâu được, ổn định chắc mình nghĩ nó sẽ ok. Coi cái mỏ này bên trong như gì đây nha, sứ anh em ơi, thì sứ nè, đó đây. Ok ha. Rồi đó, đầu sứ con này gì đây nè, coi được không, sẵn mở ra coi luôn. Ồ, nguyên thì sứ nè, có lò xo nè, nó đẹp phải không đó. Đây nguyên cái mạch vô anh em ha. Rồi vậy thôi, nó chỉ nằm vậy thôi anh em ơi. Chắc là cái dòng ra do cái bộ này nó điều khiển ha. Đó, dòng ra do bộ điều khiển nó có hết rồi.
À, đẹp quá. Chỉ có 570 thôi anh em ơi, giá quá trời rẻ luôn ha. Rồi mình sẽ khui ra cho anh em coi cái bộ 8.7 nó có gì khác không. Chưa sáng rồi mà. Rồi 570 ngàn cho bộ này nha. Đó, kèm theo cái đế chút xíu bỏ vô sao. Rồi qua coi cái bộ 5870 nè. 870 về thông số kỹ thuật của nó thì ở đây nó sẽ đọc cho anh em luôn. Ủa nó cũng giống như trang cái nãy vậy. Mỏ hàn chì 60W ổng kèm máy ổn định nhiệt ha. Công suất 60W, thời gian làm nóng 1-2 phút, đầu mỏ hàn thẳng và nhọn, màn hình kỹ thuật số. À cái này nó có màn hình kỹ thuật số cái ông này thì không. Ok ha, nó khác nhau chỗ đó anh em ơi nha. Này là chỉnh bằng núm dặn nè, này có màn hình kỹ thuật số nè. Có thể điều chỉnh bằng núm xoay. Đó, anh em hiển thị kỹ thuật số luôn ha. Mắc hơn 300 ngàn, 870k luôn. À, anh em nào mà xài nhiều thì xài mua cái này. Những anh em mà thợ chuyên đóng pin hoặc thợ làm gì đó, là xài hoặc là gì đó, nha, xài nhiều thì chúng ta có thể mua con này. Rồi, cái đầu hàng thì nó cũng giống như cái hồi nãy thôi. Nha, hai cái thiết bị này giống nhau luôn. Ồ, cái này nó sẽ cho thêm cái này đó, cái này không cho ta. À, anh em lưu ý nha, cái mắt hơn này thì nó cho thêm một cái miếng này, miếng bù nhồi á, để chúng ta khi mỗi lần chúng ta xài nó chọt vô, chọt cái này vô để cho nó sạch ba cái đồ đen đen anh em, khi mà hàng nó đen đen nó chọt cái này để nó làm sạch cái đầu hàng. Ok nha, cái 8.7 thì có rồi. Và đây là cái máy ổn định trời bất hồn. Rồi đây ha, nó xài những cái phím bấm nè nha. Ở đây thì nó sẽ có công tắc on off nằm ở đây. Ok. Ờ, nó sẽ có một cái dây đi rời, cái nói gì rồi anh em xài vô. Sẵn đây cắm điện thử coi nó hiển thị báo gì ha. Đó. Lên anh em. Đó, hiển thị gì này, rồi tăng giảm nè. À, độ C nằm ở đây. À, giảm nè. Quay lại. Này là gì đây, 500 độ C. À, mình chưa gắn cái đầu vô nên chắc phải nó báo nha. Rồi đây cái số 1 gì nè, số 2, số 3. À, số 1 là 350 độ C, số 2 là 400 độ C, số 3 là 450 độ C nha. Nó có giải ở đây luôn hay chúng ta bấm nó lẹ không cần chỉnh, bấm cái nè 350, bấm cái 400, bấm cái 450 nha. Còn muốn chỉnh từng số 1 á, 450 lên 46, 47, 48 bấm cái này nha, nó vậy thôi. Này bấm quay lại đó nè nha. Ok rồi, 870k cho cái máy này. Đó, mắc tiền hơn thì nó phải khác hơn chứ. Này, nó to hơn nha, nè nó so sánh nè anh em. À, nó to hơn ha, và nó cầm thấy nó hai cái nói chung là cũng nặng nặng, nhưng mà cái này nó nặng hơn nha, nặng hơn đó. Rồi 870k cho máy này nha. Anh em đang có nhu cầu dùng sản phẩm nãy giờ giới thiệu á thì anh có thể liên hệ cửa hàng mình mua. Giá là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm ship nha anh em. Đó là hết rồi. Mấy dòng sản phẩm mới của Toto đó nha. Thì nó đúng ra thì Toto nó về liên tục luôn anh em. Về mà mới mà giá nó rẻ nữa, mà mình nói thật sự mà về kiểu này mấy hãng khác cạnh tranh có hơi bị khó rồi nha. Bản thân mình á là bán những cái sản phẩm là nó đã theo, có nghĩa là theo cái giá của hãng luôn á nha, theo giá niêm yết của hãng luôn á nè. Ví dụ đây nè, đây ha, đó nè, giá này là 870 nè, đây cái máy nè 870 niêm yết nè, còn cái máy này là 870 nè, 570 niêm yết nè em ha, theo giá niêm yết của hãng luôn. Và bật mí trong cái tháng 7 này nó có về cái máy máy hút bụi anh em, mà giá có 600 ngàn, hai dòng, một dòng 600 ngàn với một dòng là 700 mấy. Đây máy hút bụi nè. Nè, nó chưa có về. 1000 lít là bình nhựa, 1000 lít với 1200 lít nè. Đó, có 600 ngàn với 770 ngàn thôi à. Giá cực kỳ rẻ luôn. Nha, máy hút bụi. Mà không biết nào về. Yên tâm về cũng không có nhiều đâu. Mình mỗi cái đế này làm bằng sắt nha. Đó, cái đế làm bằng sắt, nó làm bằng đó, đúc mình thôi. Hãng nó về cũng không có nhiều đâu anh em. Thật ra mà nói thì cái hệ thống đại lý Toto giờ rất nhiều rồi. Đó, về thì mỗi người được ít thôi, chia nhau bán thôi, ai đâu mà chia nhau để bán thôi, chứ không có ôm hết được nha. Giống như cái máy thuốc bụi trước 720, mình có 20 cái, chứ nhiêu 20 cái là nhiều lắm rồi đó, là hết luôn, không ai còn luôn, tới giờ này đâu còn ở đâu, không còn luôn á.
Và những cái bộ combo anh nhớ không? Combo thì hôm trước có hỏi bên hãng là có những cái đợt mà nhà nhà xưởng công xưởng nó sinh nhật hay gì đó, nó chỉ sản xuất đúng một nó chỉ sản xuất là số lượng đúng như đó thôi. Và ở Việt Nam nó chỉ được như đó bộ thôi là nó ngưng luôn, không xuất nữa. Ngưng luôn, nó bỏ luôn, nó ngưng luôn, không xuất nữa, nó giống như là nó cảm ơn hoặc nó chưa ăn gì sao đó anh em ha. Thì nên mình mới mua được cái giá rẻ rồi, còn sau đó nữa là không có nha, sau đó nữa là không có giá đó luôn, và cũng không có sản xuất cái bộ luôn, nó bỏ luôn mà đó. Thì rồi ok thôi, anh em mà đang có nhu cầu về sản phẩm nào liên hệ ha, thì có gì bán đó thôi anh em ơi. Là buổi giờ mà nha, có nhiều thì bán nhiều, ít thì bán ít, hết thì bán cái khác nha, chứ hàng hóa thì bây giờ nó chỉ vậy thôi. Rồi, cảm ơn em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.